Được chiêm ngưỡng và đang được trải nghiệm chất âm rất là tuyệt vời của một cặp loa nổi tiếng của hãng Pioneer đến từ Nhật Bản. Đây cũng là model lớn thứ hai sau cặp loa Pioneer S955. Trước máy quay là cặp loa Pioneer S933, một trong những cặp loa sở hữu trong phân khúc Bass 32, được xếp hạng đứng đầu hãng, sở hữu uy lực mạnh mẽ cũng như chất âm tinh túy nhất, mang lại cho người chơi ở một đẳng cấp thưởng thức audio rất là cao. Với những model này đã rất nổi tiếng mà chúng ta thấy rằng thương hiệu rất quen thuộc của cặp loa Pioneer model S933 đến từ Nhật Bản. Sở hữu nguyên phần thùng gỗ và được phủ bóng gương sang trọng bậc nhất trên giới audio và được trang bị từng tuyến loa cho tới từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta có thể thấy được rằng trên cặp loa này nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Với cấu hình của cặp loa, tôi mời quý vị cùng quan sát ở cự ly gần nhất với tuyệt phẩm loa nổi tiếng. Sau khi bắt đầu những model này được phát hành, luôn là một trong những model loa mà được ở giới audio cực kỳ là ưa chuộng và săn lùng ở mọi thời đại. Chúng ta sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip. Trường quen vắng ta mà
chiếc máy quay là cặp loa Pioneer model S933, được thiết kế phần thùng gỗ nặng và phủ bóng gương, sang trọng bậc nhất trên giới audio. Quý vị thấy đẹp không ạ? Nó đẹp tới từng cm, từng nét trang trí trên model S933. Đây cũng là model được xếp hạng đứng đầu trong phân khúc bass 32 của Pioneer. Rất nổi tiếng về chất âm cho cả ba giải. Sở hữu phần chiều cao 69 cm, chiều ngang 39 và trọng lượng nặng vào khoảng 70 kg trên cặp loa này. Về phía mặt trước cũng được trang bị phần thùng gỗ nặng phủ bóng gương, một bát súp siêu trầm đường kính 32 cm nổi tiếng và là hạng nặng nhất của Pi, được trang bị trên model S933 với gân cao su và được trang bị ở xương đúc toàn phần. Nam châm từ của nó rất lớn. Đây là những model sở hữu uy lực mạnh mẽ nhất của hãng Pioneer đến từ Nhật Bản, mang lại cho giải trầm, thả, mềm và sâu thẳm tới lòng đất. Phần bên trên là một quả trung đôm cầu bi. Anh em thấy rằng nó được nồi với một bán kính giống như nó là một nửa quả cầu. Đường kính của nó tới trên 16 cm và nó có cái nam châm từ rất lớn, to gần bằng mặt loa, mang lại cho lời hát cực kỳ là tuyệt vời khi thưởng thức các thể loại nhạc từ nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình, hay thậm chí chúng ta cũng có thể chơi nhạc sàn hay nhạc remix. Nó thể hiện cực kỳ là uy lực, tương đương như hai cái súp khủng thể hiện. Trung âm chúng ta thấy rằng tiếng của nó rất sáng. Một quả siêu check digital hạng nặng, dòng đắt giá nhất hãng, cũng được trang bị trên model Pioneer S933 với hệ thống check và trung âm tương tự như trên model 955. Thì chúng ta thấy rằng trên 933 cũng được trang bị tương tự. Với cấu hình này chúng ta có thể thấy được rằng với các hệ thống loa đắt giá nhất hãng và đồng thời trang bị bảng phân tần, hai cái volume điều chỉnh, một cho trung âm, một cho giải check về phía mặt trước, gồm logo Pioneer S933 đến từ Nhật Bản, còn mới và đẹp long lanh trước máy quay, mang lại cho chất âm chơi được đa dạng các phong cách nhạc, thể hiện cực kỳ là tuyệt vời và uy lực mạnh mẽ cho những không gian lớn phòng khách. Một trong những tuyệt phẩm loa sau khi được phát hành, luôn là một trong những mặt hàng hot và rất được ưa chuộng tại thị trường các nước cũng như là thị trường trong nước. Nó đẹp lộng lẫy tới từng cm. Quý vị quan sát chi tiết kể cả từng góc cạnh của cặp loa này còn rất mới. Nó rất nặng. Ở phần sau lưng chúng ta cùng quan sát này, sau lưng của nó cũng còn rất mới. Đó, phần thông số Pioneer S933 đến từ Nhật Bản. Công suất cho cặp loa này sở hữu ở ngưỡng 200W. Rất nhẹ về phần công suất. Quý vị lưu ý rằng trên một loa định mức ở mức độ nhỏ nhất và trung bình là 100W cho cặp Pioneer CS933. Đẹp xuất sắc. Như vậy về sơ bộ chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang giới thiệu trước máy quay cho tuyệt phẩm loa nổi tiếng của hãng. Một cấu hình y chang như 955, được trang bị bát súp 32, hệ thống trung âm và check gấu và khủng nhất hãng, chơi được đa dạng các phong cách nhạc. Trong phân khúc tầm tiền, đây cũng là đàn anh của HPM100 hoặc 180A. Khi nhắc tới 933, chúng ta đã thấy được đẳng cấp cũng như là chất âm và độ khủng của cặp loa. Trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng đầu 3, anh em thấy rằng nó có đáng chơi và đáng sưu tầm hay không thì chúng ta đã thấy rõ được câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị quan tâm bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh của mình để được hưởng những ưu đãi tốt nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo những bản nhạc quen thuộc với sự thể hiện của cặp loa nổi tiếng của hãng, được xếp hạng đứng đầu của phân khúc Bass 32 đến từ Nhật Bản với Pioneer S933. Đây qua cơn mê sông
hoa thật đẹp.